Mỹ đứng ngồi không yên với kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi. Chính quyền Tổng thống Biden lo ngại kế hoạch thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi sẽ kích hoạt phản ứng và hành động quyết liệt từ Trung Quốc. Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đang âm thầm thuyết phục Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hủy kế hoạch thăm Đài Loan giữa thời điểm rất nhạy cảm trong quan hệ giữa hòn đảo và Trung Quốc đại lục. Họ cho rằng động thái này của bà Pelosi có thể gây ra những rủi ro rất lớn cho tình hình eo biển Đài Loan các nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết bà pelosi dự định đến đài loan trong vài tuần tới như một phần của chuyến công du châu á bà đã mời một số thành viên đảng dân chủ và cộng hòa tham gia cùng mình trong chuyến đi nếu chuyến thăm được thực hiện theo kế hoạch bà sẽ là chủ tịch hạ viện mỹ đầu tiên tới đài loan sau một phần tư thế kỷ kế hoạch của bà pelosi đang khoét sâu thêm những lo ngại trong chính quyền tổng thống mỹ joe biden trước những động thái khiêu khích ngày càng tăng của trung quốc xung quanh đảo đài loan bắc kinh gần đây liên tục điều chiến đấu cơ oanh tạc cơ tiến vào vùng nhận dạng phòng không của đài loan với số lượng và tần suất kỷ lục giới chức mỹ lo ngại rằng những động thái trên có thể là tiền đề cho các bước đi quyết liệt hơn nữa của bắc kinh với hòn đảo trong những tháng tới trung quốc luôn coi đài loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết xung đột ở Ukraine chỉ càng làm gia tăng những lo lắng đó khi chính quyền Tổng thống Biden theo dõi Trung Quốc sẽ rút ra bài học gì từ phản ứng của phương Tây đối với chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine. Tình hình địa chính trị khu vực cũng có thể phức tạp hơn trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc hôm nay dự kiến có cuộc điện đàm mà theo giới quan sát là nhằm thảo luận các chi tiết liên quan đến kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi. Ở hậu trường, các quan chức chính quyền Biden đang cố gắng chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn của chuyến thăm trong các cuộc họp với Pelosi và nhóm của bà. Giới chức Lầu Năm Góc tuần trước đã thông báo ngắn gọn cho bà về những vấn đề liên quan đến Đài Loan và tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực, theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề. Các quan chức Nhà Trắng cũng có mặt trong cuộc họp. Tổng thống Biden mới đây tiết lộ rằng quân đội Mỹ phản đối bà Pelosi đến thăm Đài Loan ở thời điểm hiện tại, song Nhà Trắng từ chối cung cấp thêm chi tiết về bình luận của ông đưa ra ngay cả bà pelosi cũng nói trong một cuộc họp báo tuần trước rằng bà không rõ chính xác ý định của ông biden là gì